Xin chào các bạn, đây là phần tiếp theo trong câu chuyện về Canada, đất nước lớn thứ hai trên thế giới. Canada là đất nước của triệu hồ, đất nước của những hồ nước khổng lồ, đất nước của lá phong. Tất cả những điều này đã được giải thích trong một câu chuyện trước cũng trên kênh Hải Thanh Story rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với những điều thú vị khác về đất nước Canada. Cần phải nhắc lại, với diện tích là 9,99 triệu km vuông thì Canada là đất nước lớn thứ hai trên thế giới, tức là họ chỉ nhỏ hơn một đất nước duy nhất mà thôi, đó là Liên bang Nga. Và dân số của Canada là hơn 37 triệu người, một con số khiêm tốn so với diện tích lãnh thổ như vậy. Diện tích lãnh thổ Canada thì có chiều dài 4.600 km từ Bắc xuống Nam, như vậy là đã trải hơn một nửa Bắc Bán Cầu rồi. Và chiều từ Đông sang Tây là 5.500 km, trải dài trên tổng cộng là 6 múi giờ. Đó là một vùng đất cực kỳ rộng lớn. Nhưng chỉ có 0,5 dân số thế giới thì đang sống tại Canada mà thôi. Nói về độ lớn của Canada, Canada lớn hơn toàn bộ Liên minh châu Âu cộng lại, lớn hơn nước Ý tới 33 lần, lớn hơn nước Pháp 15 lần và lớn hơn 30% so với nước Úc, cũng như lớn gấp 5 lần Mexico và lớn gấp 3 lần Ấn Độ, một quốc gia cũng đã rất rộng lớn rồi. Rộng lớn nhưng mà dân số chỉ là hơn 37 triệu người. Hơn 37 triệu người sống trên diện tích là gần 10 triệu km vuông. Điều này có nghĩa là Canada có mật độ dân số là 3,7 người trên mỗi km vuông. So sánh với ở Mỹ chẳng hạn, ở Mỹ thì trung bình sẽ có 35 người trên 1 km vuông. Như vậy là khoảng 90% diện tích đất đai của Canada là không có người ở. Và cũng đến 90% dân số Canada sống trong phạm vi 500 km tính từ biên giới với nước Mỹ. Hai đất nước có những mối quan hệ rất gần gũi, rất thân thiết, nhưng trong quá khứ cũng đã xảy ra những cuộc xung đột. Tại sao người Canada lại sống gần khu vực biên giới với Mỹ như vậy? Bởi đó là một khu vực ấm áp hơn so với những nơi khác của Canada. Càng đi lên phía Bắc thì Canada càng lạnh. Tại sao lại gọi là Canada? Cái tên Canada đến một cách tình cờ khi mà Jacques Cartier, những nhà thám hiểm người Pháp đã đặt chân đến Canada. Họ tò mò ở vùng đất này tên là gì nhỉ? Sau đó thì họ đã gặp những người bản địa. Những người này đã mời những nhà thám hiểm đến thăm Kanata. Kanata nghĩa là làng của những người địa phương ấy. Nhưng mà những nhà thám hiểm thì nghĩ rằng Kanata là một danh từ riêng, là tên của đất nước này. Nào hãy đến với Kanata, và bằng một cách đọc trạch nào đó thì đất nước Canada đã có tên gọi như vậy. Và trước thời kỳ hiện đại của chúng ta, cách đây khoảng 3 vạn năm, thì lúc đó ở eo biển Bering bây giờ hoàn toàn không phải là nước biển. Đó là một khu vực đất liền, và những người di cư đã di chuyển từ châu Á sang châu Mỹ, tạo thành những bộ tộc bản địa đầu tiên tại Canada. Rồi đến khoảng năm 1000, một nhà thám hiểm người Viking có tên là Leif Erikson đã đến với Canada bây giờ. Những người Viking đã thiết lập những khu định cư tại Canada. Rồi mãi đến tận thế kỷ thứ 16, những người Pháp, những người Anh đến với Canada, tranh chấp cũng đã nổ ra, người Canada tạo tầm ảnh hưởng của mình. Để đến bây giờ, Canada vẫn là một đất nước mang những yếu tố rất Anh. Ngoài ra, đây còn được biết đến là một đất nước nhập cư. Từ năm 1990 đến năm 2008, dân số của Canada đã tăng hơn 5 triệu người. Con số tăng ở đây không phải là do tỷ lệ sinh ở Canada tăng, mà do số lượng người nhập cư đến với Canada đã ngày một tăng. Và trung bình trong một năm, 1/10 số người tị nạn trên thế giới đã đến với Canada để tìm kiếm sự ổn định trong cuộc sống của mình. Một đất nước rộng lớn và không hề thiếu đất đai, một đất nước thân thiện với thiên nhiên. Có những khu rừng bao la, những khu rừng xa xôi về phía bắc của Canada. Đó là nơi sinh sống của rất nhiều những loài động vật hoang dã, gấu, chó sói, hươu, nai, sư tử, hải ly, cho đến những loài động vật nhỏ hơn. Các hồ, các sông của Canada thì chứa khoảng 20% tổng lượng nước ngọt trên trái đất. Cá hồi, cá trứng Canada rất là nổi tiếng. Người Canada làm việc chăm chỉ để bảo vệ động vật hoang dã và sống gần gũi với thiên nhiên. Đất nước này đã có tổng cộng là 41 công viên quốc gia và những khu bảo tồn thiên nhiên lớn khác. Và thậm chí những khu bảo tồn thiên nhiên ở Canada thì có diện tích lớn hơn cả những quốc gia. Ví dụ như là công viên quốc gia Wood Buffalo ở Canada có diện tích lớn lên đến 44.000 km2, hay là công viên quốc gia Nahanni ở phần Tây Bắc cũng có diện tích lên đến 30.000 km2, tức là lớn hơn rất nhiều những quốc gia tại khu vực châu Âu. Thế nên bạn sẽ không phải ngạc nhiên khi mà đất nước Canada tự hào sở hữu 10% tổng diện tích rừng của cả trái đất này. Và với điều kiện về khí hậu, điều kiện về thiên nhiên của mình thì 2/3 diện tích rừng của Canada là những cây lá kim. Canada còn được biết đến với danh xưng là thủ đô của gấu Bắc Cực, và thủ đô ở gấu Bắc Cực đó là Churchill, một thị trấn xa xôi về phía Bắc.
Người ta nói rằng tại thị trấn này thì không ai khóa cửa xe ô tô cả, và mọi người đều được học cách để sống chung với gấu Bắc Cực, học cách để tự vệ mỗi khi gặp gấu Bắc Cực. Ô tô không khóa cửa tại sao? Bởi vì họ nghĩ rằng trong trường hợp bị gấu Bắc Cực tấn công thì con người có thể ngay lập tức nhảy lên xe ô tô, đóng cửa lại hoặc phi ra một chỗ khác để tránh những chú gấu Bắc Cực. Nhưng cũng ở Chiêu Chiêu có một nơi được gọi với biệt danh là nhà tù dành cho gấu Bắc Cực. Nó dành cho những con gấu Bắc Cực có những hành vi xấu, những con gấu Bắc Cực hoang dã và hung dữ. Những chú gấu Bắc Cực này làm phiền người dân thì chúng sẽ được bắn thuốc mê và sau đó chuyển cẩn thận đến nhà tù gấu Bắc Cực. Nói một cách chính xác hơn thì đây giống như là một sở thú ngắn hạn vậy. Khi những con gấu Bắc Cực này đã tỉnh thuốc mê rồi thì chúng sẽ được chăm sóc trở lại và thả vào tự nhiên vào cuối mùa. Thiên nhiên Canada còn có những điều kỳ thú khác. Canada là nơi có thủy triều dâng cao nhất thế giới. Nó nằm ở vịnh Fundy. Vịnh Fundy có thủy triều dâng cao nhất thế giới là do cấu trúc của địa hình đường bờ biển. Nơi đây có thủy triều chênh đến 16,2 mét. Mỗi ngày thì khoảng 1 tỷ tấn nước biển đã chảy ra và chảy vào vịnh Fundy, nhiều hơn lưu lượng của tất cả các con sông nước ngọt trên thế giới cộng lại. Chính sự lên xuống của thủy triều đã tạo ra một quang cảnh có 102 tại vịnh Fundy, quang cảnh mà các bạn đang được chứng kiến ở trên màn hình. Một đất nước rộng lớn và đường biên giới đương nhiên cũng rất dài. Nước láng giềng duy nhất trên đất liền của quốc gia khổng lồ này là Hoa Kỳ. Và vì cả hai đều rất lớn nên bạn biết rằng biên giới trên bộ giữa Canada và Hoa Kỳ là đường biên giới quốc tế dài nhất, dài 8.893 km. Hàng năm thì một người Mỹ sẽ đóng thuế trung bình khoảng 0,5 sen cho Ủy ban biên giới quốc tế vì một mục đích duy nhất trên đường biên giới này, đó là phá từng cm rừng mọc trên biên giới với Canada. Biên giới giữa Mỹ và Canada còn được biết đến với cái tên là The Slat, có nghĩa là đường cắt. Vùng này thì cây không mọc và rộng 6 mét, chạy qua mọi thứ nằm giữa Mỹ và Canada, từ những hòn đảo hẻo lánh nhỏ hẹp cho đến vùng đồi núi. Phần lớn đường biên giới này xa xôi đến mức không bao giờ có khách ghé thăm, trừ những chú gấu hoang mà thôi. Tuy nhiên, nó vẫn được đại tu 6 năm một lần bằng bàn tay lao động của con người. Tại sao người ta lại phải bỏ công đi cắt những cái cây như vậy? Mọi chuyện thì bắt đầu từ những năm 1800, khi mà vùng đất biên giới của Mỹ-Canada được đặt ở vĩ tuyến 49. Và lúc đó người ta nghĩ rằng ở vĩ tuyến 49 là một đường rất là cụ thể. Đường biên giới cũng cần phải cụ thể để tránh có con người vượt qua đây, mà nếu có vượt qua đây thì cũng sẽ quan sát được. Thế nên cây cối trên The Slat bị chặt đi để đánh dấu. Và hơn 8.000 cột mốc biên giới cũ cũng bị phá rỡ. Nếu bạn không tin thì bạn có thể kiểm tra điều này trên Google Maps. Đường biên giới trên bộ dài nhất thế giới rồi, và một quốc gia khổng lồ như Canada cũng có đường bờ biển dài nhất thế giới. Nếu mà bạn đi bộ, không bao giờ dừng lại, không ăn, không nghỉ chân, không ngủ, không chợp mắt, bạn sẽ mất 4 năm rưỡi để đi hết chiều dài đường bờ biển của Canada, không ngoa một chút nào đâu. Nói một cách dễ hiểu về sự thật thú vị này thì Canada có tổng cộng là 202.080 km đường bờ biển. Con số này thì bằng 5 vòng quanh trái đất. Đường bờ biển của Canada giáp với 3 đại dương khác nhau, gồm có Thái Bình Dương, Đại Tây Dương và Bắc Băng Dương. Xếp sau Canada, một quốc gia có đường bờ biển dài thứ 2 trên thế giới, thì chỉ sở hữu số chiều dài đường bờ biển bằng 1/4 so với chiều dài đường bờ biển của Canada mà thôi. Đó chính là một quốc gia tại Đông Nam Á chúng ta, Indonesia, với 54.700 km đường bờ biển. Tiếp tục với những cái nhất, Canada sở hữu một trong những tuyến đường cao tốc dài nhất thế giới. Đi suốt từ Đại Tây Dương cho đến Thái Bình Dương, đường cao tốc xuyên Canada chắc chắn là một trong những tuyến đường cao tốc hoành tráng nhất trên hành tinh này, với tổng chiều dài là 7.820 km. Con đường này thì gần như là đi qua mọi thứ của đất nước Canada, mọi địa hình của đất nước Canada, trong đó có những khu vực cực kỳ lạnh giá. Canada cũng từng ghi nhận nhiệt độ thấp nhất tại đất nước này thì lạnh như sao hỏa. Mức thấp nhất trung bình trong tháng giêng tại Ottawa, một thành phố nổi tiếng ở Canada, đó là âm 14,4 độ C, khá là lạnh rồi. Tuy nhiên, nhiệt độ được ghi nhận kỷ lục ở Canada về mức thấp, đó là năm 1947 ở Snake Yukon, khiến mùa đông khi ấy không khác gì trên sao hỏa cả. Và nhiệt độ được ghi nhận tại ngôi làng Snake lúc đó là âm 63 độ C, đó là nhiệt độ gần bằng với nhiệt độ của bề mặt sao hỏa. Đây là đất nước của lá phong, và chúng ta đã nói đến lá phong trong câu chuyện phần 1 về Canada rồi. Vậy con vật quốc gia của Canada là gì? Động vật quốc gia của Canada là con hải ly. Con hải ly đóng một vai trò quan trọng trong lịch sử và đời sống của người Canada, bởi vì người Canada trước đây thì sinh sống bằng nghề bẫy lông thú và bắt hải ly.
Những thương nhân cũng đến với Canada để mua lông thú, mua lông hải ly. Sau đó thì những con hải ly đáng thương gần như đã bị săn đuổi đến tuyệt chủng. Sự thật thú vị tiếp theo hơi ghê rợn, ở Canada có một loại cocktail, đó là một loại cocktail mà trong đó ngâm một cái ngón chân. Nó được gọi là cocktail ngón chân chua, người ta sẽ hiến tặng những ngón chân bị rụng do tê cóng vì quá lạnh hoặc vì một lý do nào đó. Rượu ngâm ngón chân thật kinh dị phải không nào? Ngay cả ở Việt Nam chúng ta ngâm rất nhiều thứ nhưng mà gặp rượu ngâm ngón chân thì có lẽ cũng phải sợ hãi. Ai có sở thích kỳ lạ nếu mà chót nuốt cái ngón chân ở trong đó sẽ bị phạt rất nhiều tiền. Thú vị tiếp theo với Canada đó là một cuộc chiến với Đan Mạch. Thật may là năm 2022, Canada và Đan Mạch cuối cùng cũng đã giải quyết xong cuộc chiến này. Cuộc chiến rượu whisky kéo dài nhiều thập niên. Cuộc chiến này nằm trên một hòn đảo nhỏ, cằn cỗi và không có người ở tại Đan Mạch. Đó là đảo Hans, nằm giữa Canada và Greenland. Hòn đảo này thì chỉ rộng có 1,3 km vuông. Người Canada và người Đan Mạch đều tuyên bố chủ quyền của mình tại hòn đảo này. Và mỗi lần họ đến đây thì họ cắm cờ để lại một chai rượu. Đối phương sẽ đến đây, nhổ cái lá cờ cũ đi và nốc hết chai rượu cũ, mang một chai rượu mới đến. Cứ như thế thì cuộc chiến này kéo dài hàng chục năm. Đây là một cuộc chiến cực kỳ thú vị, cuộc chiến không hề đổ máu. Và xin nhắc lại, đến năm 2022 thì cuộc chiến này đã khép lại. Và đó là điểm kết trong câu chuyện ngày hôm nay, câu chuyện về đất nước đầy thú vị, đất nước lớn thứ hai trên thế giới, đất nước Canada. Nếu cũng cảm thấy thú vị thì bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.